Bác sĩ, chồng tụi tôi có sao không bác sĩ? Hả bác sĩ, anh bị nặng lắm không bác sĩ? Có qua được bác sĩ? Trời bác sĩ đâu cho tôi biết đi bác sĩ ơi, tôi sợ quá bác sĩ ơi. Để tôi bình tĩnh, chị qua ghế ngồi đây nghe tôi thông báo. Giờ sao bác sĩ? Tình trạng của chồng chị là bị té đập đầu, chấn thương vùng bụng, xương chân bị rạn nứt, bị trầy xước nhiều nơi và mất rất là nhiều máu, cần phải mổ gấp. Mà con Thuật đúng ngu thiệt á. Nghĩ sao mà đi tin cái thằng đó gì trời. Nhìn vô cái bản mặt là thấy hai chữ ma cô trong đó rồi. Bởi mới nói, tao đã cảnh báo nó rồi mà nó không có chịu nghe tao. Mà tao thì làm sao mà có thể nói thẳng ra cho nó biết được. Thằng kia mà nó biết là nó giết tao luôn á. Hồi sáng này là nó đã dằn mặt tao rồi. À, thì ra là nó sợ mày nói ra nó vô, nên là nó kêu con Thược đi liền. Con Thược này hả? Nè, nó lừa tình xong hả? Nó lừa đem đi bán luôn. Mà thôi kệ đi mày ơi, vậy cho nó vừa, cho nó sáng cái mắt nó ra. Đụng thứ mày chai. Thì mê chai thì cũng có 5-7 đường mê chai, chứ tao không có nói mày. Mày đâu có cần phải nói giảm, nói tránh gì đâu. Mê trai là mê trai, ngu là ngu. Mày không nghe người ta nói hả? Mê trai thì chỉ có đầu thai thì mới hết thôi. Như tao nè, đi đâm đầu vô một cái thằng nhà thơ vẽ rách, rồi bây giờ mang nợ mang nần trả hoài không hết cho 2 bữa. Hàng rẻ, chú Mô. Dạ. Hai cha con người ta ăn sáng ra. Dạ. Mà con chú Bảy đâu chú Bảy? Tao ăn ở ngoài rồi. Nè. Ông Bảy, mở cửa ra coi. Trời đất ơi, làm gì trong đó vậy? Mở rồi